10 điểm không có nhưng, outfit và phong cách trình diễn của SNSD mãi mãi không thể lỗi mốt. Outfit đỉnh của Chop, MV nào cũng có trang phục đẹp xuất sắc. Tuy năm đó các chị quay MV hơi thủ công nhưng thành quả vẫn đẹp như phim điện ảnh. Bà tổ catwalk ngược vào sự thật đằng sau chiếc clip bất ngờ viral năm nay. Ủa là thiệt gì đó hả? Ra mắt từ năm 2007, SNSD nhanh chóng trở thành nhóm nhạc nổi đình nổi đám của nhà SM. Còn nhớ năm đó, các cô gái cũng như bao tân binh khác bị dân tình chê ỏng chê eo. Tuy nhiên khi G ra mắt, mọi thứ thay đổi 180 độ, sự nghiệp của SNSD từ đó lên hương nhanh chóng, trở thành một trong những nhóm nữ đỉnh nhất của K-pop. Cho đến hiện tại khi đã ra mắt được 16 năm thì SNSD vẫn là cái tên khiến nhiều fan K-pop phải ngưỡng mộ, bởi những bản hit của nhóm vẫn thường xuyên được nghe đi nghe lại. Không chỉ giai điệu bắt tai mà outfit trong các MV của SNSD cũng được cho là vô cùng đẹp mắt và chưa từng lỗi mốt. Từ thời Into the New World khi các chị diện lên mình bộ đồ mang phong cách nữ sinh thì lập tức những trang phục kiểu này đã trở thành xu hướng. Hay thời điểm gây bão với G, SNSD cũng tạo nên cơn sốt với áo thun in slogan kèm mẫu quần skinny jean nhiều màu sắc. Đây cũng trở thành phong cách đơn giản, dễ áp dụng đối với nhiều người. Tuy nhiên, để nói MV có outfit ấn tượng nhất, chắc chắn fan của SNSD phải kể đến Mr. xuất hiện trên sân khấu với hình tượng mạnh mẽ, lịch lãm trong trang phục menswear cá tính. Mỗi lần trình diễn, SNSD lại mang đến một bộ menswear với màu sắc khác nhau, không lần nào trùng lần nào, làm người xem phải ấn tượng, còn hội fan girl thì sẵn sàng bị bẻ cong bởi các chị đẹp. Ngoài ra, ở Mr. còn có bộ đầm xòe xinh như búp bê, nổi bật nét nữ tính, có hơi chút bánh bèo của các thành viên. Một điều thú vị ở MV Mr. của SNSD đó là sản phẩm được tung ra thực tế chỉ là cắt ghép từ cảnh hậu trường. Trong khi đó, MV gốc của Mr. lại không cánh mà bay, SM cũng chưa từng tiết lộ gì về chiếc MV gốc đầy bí ẩn này, khiến fan của SNSD bao năm qua chờ đợi, truy hỏi mà vẫn chưa được xem. Bên cạnh Mr., một chiếc MV khác cũng có được outfit đỉnh không kém, đó là The Boy. Không còn những bộ đồng phục giống nhau, lần này SM đầu tư lớn cho SNSD mỗi thành viên một bộ đầm dạ hội lộng lẫy. Độ sang chảnh và quý phái của các cô gái là khỏi phải bàn rồi. Nhưng mà cách quay MV lại lạ lắm, tưởng đâu sẽ là một phim trường rộng lớn, kỹ xảo này kia. Nhưng không, hóa ra tất cả chỉ là lừa dối. Phần mở màn lướt đi dưới cánh hoa thật ra là có người đứng tung, chứ nào có máy móc thổi bay lia lịa như mọi người tưởng tượng. Tuy có hơi thủ công, nhưng sản phẩm ra rất đẹp mắt, cũng là lừa tình được khán giả ngày đó. Cũng liên quan đến The Boy, năm đó SNSD đã mang ca khúc này lên sân khấu Mama 2011. Màn trình diễn cực cháy của các cô gái đã làm hàng ngàn khán giả bùng nổ. Năm nay, khoảnh khắc ấy của SNSD lại được fan Việt nhắc lại vì nó được thêm hiệu ứng tua ngược, biến SNSD thành catwalk ngược khi trình diễn The Boy trên sân khấu. Coi qua video thì thấy các chị catwalk ngược như thật, còn đẹp hơn cả siêu mẫu Vũ Thu Phương đợt chung kết The Face, nhưng thực tế chỉ là sản phẩm của fan làm để show mà thôi. Với những bộ trang phục đẹp mắt, luôn hợp thời hợp mốt, SNSD xứng đáng là bà hoàng thời trang trong các MV ca nhạc. Dù đã qua nhiều năm, song outfit và phong cách trình diễn của nhóm vẫn luôn gây ấn tượng với khán giả. So với những đàn em Gen 3, Gen 4 sau này, SNSD vẫn vô cùng nổi bật và style khác biệt không phải nhóm nào cũng theo nổi.